Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức gia tăng phòng ngừa virus corona. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức tại Pháp đã đóng cửa tất cả các suối nước Đức Mẹ, nơi các bệnh nhân xuống tắm để xin ơn chữa lành và bắt đầu theo dõi tất cả khách hành hương để tránh lây nhiễm virus corona. Một biện pháp quyết liệt được đưa ra sau tuyên bố của Bộ trưởng Y tế Pháp cấm tất cả các buổi tụ họp công cộng có hơn 5.000 người. Ban lãnh đạo của Đền Thánh đã thực hiện yêu cầu của nhà chức trách, ngay lập tức phổ biến các điều khoản mới nhất trên toàn thế giới. Các cuộc hành hương vẫn được tiếp tục. Các cuộc hành hương sẽ tiếp tục và sẽ không bị gián đoạn, ngay cả khi có một đội giám sát y tế giám sát các điều kiện chung. Đến nay, chúng tôi sẽ tiếp tục chào đón các nhóm cũng như các cá nhân, nhưng để phòng ngừa, các suối tắm đã bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Tiếp tục cầu nguyện và tin tưởng vào Đức Mẹ Lộ Đức. Các cuộc hành hương lớn sẽ bắt đầu vào Chủ nhật lễ lá, ngày 5 tháng 4. Chúng tôi sẽ điều chỉnh tất cả các biện pháp theo diễn biến của tình hình và theo yêu cầu từ Bộ Y tế. Trong khi đó, các cơ sở của Trung tâm Thánh Mẫu đã được trang bị các quy trình khẩn cấp để kiểm tra xem có bệnh nhân hoặc người chăm sóc nào có các triệu chứng tương tự như bị nhiễm virus corona hay không. Trung tâm Thánh Mẫu mời gọi tiếp tục cầu nguyện và tin tưởng vào Đức Mẹ Lộ Đức. Lộ Đức là trung tâm Thánh Mẫu lớn thứ ba trên thế giới, sau Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe, khoảng 20 triệu người hành hương mỗi năm, và Đền Thánh Aparecida ở Brazil, 8 triệu. Ở Lộ Đức, mặc dù có sự giảm sút trong những năm gần đây, mỗi năm vẫn có khoảng 6 triệu khách hành hương. Theo một nghiên cứu được tổ chức Unitancy thực hiện 2 năm trước, số người có các bệnh về thần kinh và tâm thần, nghiện ngập và trầm cảm hành hương đến Lộ Đức ngày càng gia tăng.